chào anh chị đến với kênh Gia Trai Miền Tây. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 2024. Gia Trai Miền Tây tiếp tục giao lưu một số mã đồ xưa. Số điện thoại của kênh Gia Trai Miền Tây là số 0948851135. Đơn 500.000 em sẽ bao ship, đơn dưới 500.000 là em không bao ship. Đặc biệt là khách hàng mới là cọc 200.000 em mới cho hàng đi nha mấy anh chị. Đầu tiên, mã số 1, em lên một cái hũ muối lái thiêu. Lái thiêu này già đồ nha. Cái này là nó được vào tuổi cổ luôn nha mấy anh chị. Cái hũ muối lái thiêu là được vào tuổi cổ nha, là nó tầm khoảng 100 năm ha. Đường kính của nó là 17.2, chiều cao là 19, có nghĩa là cái chiều cao của nó sẽ cao, nó cao. Cái hũ này có nắp luôn, siêu hiếm luôn. Cái hũ này hiếm luôn. Đây, tình trạng em quay tình trạng cho mấy anh chị coi. Cái nắp nè, bên trong cái vành của nó có mẻ, bên trong cái vành không đáng kể cho mấy anh chị. Tình trạng của nó có tóc một đường. Tóc một đường trong cái nắp nè, tóc một đường trong cái nắp. Theo là cái thân. Cái thân của nó có bị gì không ta, giờ này không thấy được. À, cái thân nó có tóc một đường nè mấy anh chị. Đây, cái thân ở chân đây của tóc một đường nữa. Hàng này là hàng cổ đó mấy anh chị ơi, mà nó tình trạng như gì thì khá là đẹp ha. Em giao lưu cái hũ muối lái thiêu này với giá là 550.000. 550.000 cho mã số 1. Tiếp theo mã số 2, em lên một cái bộ trò và dĩa. Đây. Dĩa nặng dữ trời. Đường kính của cái dĩa là 31.5. Còn cái trò là cao 30. Giao lưu cái trò cái dĩa nha, một bộ trò và dĩa. Đây. Cái dĩa thì phụng, cái trò thì rồng, lông phụng nha mấy anh chị. Một bộ luôn để lên. Đây, cái gì con? Trò dĩa. Hết bệnh chưa? Hết nắng chưa? Đây, em giao lưu cái bộ trò dĩa này với giá là 900 nha mấy anh chị, 900. Do hôm qua bộ kia 1 triệu rồi, dĩa con rồng nó hiếm, còn cái này là cái em lên like hoài đó thì 900.000. Không bớt nữa nghe mấy anh chị. Rồi 900.000 cho bộ trò dĩa mã số 2. Tiếp theo mã số 3, lên lên cái quán tẩy tàu. Cái quán tẩy này em mới mua về em chưa kịp vệ sinh các anh chị, cái vòng bên trong nè, để nhầm rửa lại nha. Cái quán tẩy tàu. 300. Đường kính là 22.5. Đường kính của cái quán tẩy tàu này là 22.5. Hàng tàu là hàng chuẩn cổ, hàng trên 200-300 năm hết mấy anh chị. Lành hết luôn, lành hết luôn. Em giao lưu cái quán tẩy tàu này với giá là 1.500.000. 1.500.000 cho cái quán tẩy mã số 3. Tiếp theo mã số 4, em lên một cái bình lục giác. Ủa lộn, đâu có bình lục giác, nãy không có lên bình lục giác. Không. Không có. Là bình lục giác. Em lên một cái bình lục giác Biên Hòa. Tích là Thiên Nga nè mấy anh chị, cái tích này hiếm lắm ha. Cái này ít gặp lắm. Rồng đâu rồi cha? Rồng mới bán rồi. Rồng nào? Rồng này. Mẹ ơi, đừng có bán. Tiền nó uống sữa. Chiều cao là 40. Không bán tiền nó uống sữa con. Chiều cao là 40. Cái bình con Thiên Nga lục giác chiều cao là 40 nha, 40 cm. Cái tích này rất là hiếm. Liên tiếp một cái là ở trên cái miệng nó có, nó bị sớn cái miệng trên đây nè mấy anh chị. Nó có mẻ sớn cái miệng trên đây một miếng nè. Em giao luôn cái bình này bán giá thanh lý luôn với giá là 450.000. 450.000 cho cái bình Biên Hòa lục giác mã số 4. Tiếp theo mã số 5, tiếp tục giao lưu một cái bình Biên Hòa dáng lạ luôn, giống cái dáng này quá trời lạ luôn nè mấy anh chị. Đây cái dáng mà tức người nữa. Tam tiên. Tam tiên, đây cái tích tam tiên. Cái tích tam tiên đây. Đang ngồi quýnh cờ ba ông đang ngồi rồi dáng thì lạ. Chiều cao là 31. Chiều cao là 31 cm. Tình trạng cái chân cái này nè, có làm lại chỗ này một miếng nè mấy anh chị thấy không? Làm được một miếng rất là tiếc luôn, cái bình này mà không làm lại cũng tới tiền luôn mấy anh chị ơi. Em giao luôn cái bình Biên Hòa tam tiên này với giá là 450.000. 450.000 cho mã số 5. Mã số 6, em lên một cái thố rồng lái thiêu. Cái thố này từ xưa tới giờ em mới thấy luôn mấy anh chị, em bán góp cũng cả 10 năm luôn rồi đó. Mà lần đầu tiên em gặp được một cái thố rồng luôn nè mấy anh chị. Kiếm đâu ra thật sự luôn. Năm nay năm rồng kiếm cái thật rồng, nhưng mà tiếc một cái là cái nắp lai nha. Cái nắp lai nha mấy anh chị. Cái nắp này là nắp tứ quý cũng hiếm luôn. Em cũng chưa từng gặp cái thố tứ quý luôn. Đường kính là 17.5. Chiều cây cũng phải 17.5. Đây cái nắp này là cái nắp tứ quý mai lan cúc trúc. Nắp lai, còn cái thố là hình con rồng nè. Đi 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 con. Đi vô chổng đi chút xíu mẹ vô.
em giao lưu cái thốn bông lòng này với giá là 550.000, bán cho mấy anh chị đề con nha, hàng hiếm bán đề con nha. Nó bị thâm men nha mấy anh chị, 550.000 cho cái thốn đồng mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Mã số 2. Em lên 8 cái dĩa con cá hàng lái thiêu. Đây, mã số 5. Bể đồ con mẹ. Ông ngoại ơi. Ông nghỉ chơi rồi. 8 cái dĩa con cá, 8 cái dĩa con cá lái thiêu, còn làm gì ông ngoại nghỉ chơi? Ông ngoại nghỉ chơi. Đường kính là 19, đường kính này mẹ cầm cho con, cầm giùm mẹ đi. Cầm giùm mẹ. Mẹ quay từ cái con cầm giùm mẹ. Đây, dĩa con cá lấy thiêu men còn đẹp nè, không phải đồ mới đâu nghe mấy anh chị. Cái dĩa này không phải đồ mới đâu nghe, tại men nó còn đẹp. Tại men nó còn đẹp vậy thôi chứ không phải là đồ mới nha. 8 cái dĩa lấy thiêu nè, cầm giùm mẹ đi. Một cái đầu tiên lành. Đây là cái thứ hai. Bị vẩy chỗ này chút xíu, khờ khờ nhẹ như hạt gạo thôi. Hàng 7 hàng 7 80 năm rồi, tình trạng cái gì còn khá là đẹp, con đâu con cầm giùm mẹ luôn đi. Đây là cái thứ ba. Cái thứ tư. Đẹp lắm mấy anh chị ơi. Mấy dĩa này cũng lâu lâu. Cái thứ 5. Đây là cái thứ 6. Cái thứ 7 là cũng có bị khờ bậy cái này ha. Trời nó nặng khó ơi. Đây là cái thứ 8. Em giao luôn 8 cái dĩa con cá lái thiêu với giá là 300.000, 300.000 giá quá rẻ luôn mấy chị, 300.000 cho 8 cái dĩa con cá lái thiêu mã số 7. Mã số 8. Em lên một cái gì ta? Quán tẩy. Một cái quán tẩy hàng lái thiêu, hàng này là hàng cổ luôn nè mấy anh chị. Hàng này là cổ luôn nè, vẽ tay. Hàng này trên 100 năm nha. Hàng này trên 100 năm nha. Đường kính của cái quán tẩy này là 19.5. Siêu hiếm luôn. Cái quán tẩy này mini mà đẹp nữa. Tình trạng nó có tóc chỗ này nè mấy anh chị, nó có tóc nè, nó có vẫy mấy chỗ này. Rất là nặng tay. Đây, hàng này là trên 100 năm nha. Em giao luôn cái quán tẩy lái thiêu này với giá là 300.000 cho cái quán tẩy lái thiêu mã số 8. Mã số 9. Đây. Em lên một cái dĩa rồng bự nha, cái dĩa rồng bự. Hôm qua là cái dĩa con rồng mà nó nằm bên ngoài, cái này cái dĩa con rồng nằm bên trong, vẽ bên trong, in bên trong, đường kính là 25. Là dĩa khá là lớn nha mấy anh chị. Ít gặp lắm, 25 mấy cái dĩa này. Kiếm cũng rất là hiếm luôn. Năm rồng mà năm nay đúng là em cũng hên, em có duyên với đồ rồng á. Đây, em giao luôn ba con rồng này với giá là 500.000. 500.000 đường kính 25 cm, 500.000 nha cho mã số 9. Mã số 10, lên một cái bình trà Nam Bộ, tức là thượng cầm hạ thú. Tức là thượng cầm hạ thú. Cái bình trà này bình trà lớn nha mấy anh chị. Con em nó bệnh, nó hơi bị nhõng nhẽo nên ngồi ghế này mấy anh chị có lu bu gì mấy anh chị thông cảm nha. Bệnh 2 ngày nay te to luôn. Con hết bệnh hết sốt chưa? Hết rồi. Dạ rồi, 14. Mẹ nói cô chú, con 4 tuổi. Con 4 tuổi hả? Rồi em cháu nói là mẹ nói với cô chú là con 4 tuổi. Rồi, mẹ nói rồi đó. Đây là có một cái bình trà tức là thượng cầm hạ thú, cao 14. Là bình trà, là bình trà lớn hả mấy anh chị. Bên này bình trà Nam Bộ. Tình trạng nè, cũng có khờn à. Có khờn khờn mẻ mẻ bên trong nhẹ thôi, không thành vấn đề gì hết nha. Cái nắp nè, cái nắp nó cũng có khờn. Ở cái bình trà của bà ngoại đó con ơi. Rồi đấy, của bà ngoại đó, bà ngoại ơi, bởi bình trà của bà nghe bà ngoại. Đây, em giao luôn cái bình trà tức thượng cầm hạ thú lớn này với giá là 350.000. 350.000 cho cái bình trà mã số 10. Tiếp theo mã số 11, tiếp tục em lên 10 cái chén Trung Quốc xưa. 10 cái chén tức Trung Quốc xưa, cái tức này là tức ngũ quả. Cái chữ này là chữ song hỷ. Tức ngũ quả hôm trước em có lên đó mấy anh chị lấy hết trơn rồi đó. Hôm nay em có mua được nè, đường kính nó là 11, đường kính là 11 cm. Đây, cái chén ngũ quả. Rồi, mẹ nói với cô chú là con cửi con heo. Rồi, mẹ nói rồi đó. Đây. Song hỷ. Đây, 10 cái chén song hỷ ngũ quả em giao luôn với giá là 300.000. Hỏi anh chị nào hỏi em là hôm nay em có lại đó nha. Bây giờ em không có nhớ, em không nhớ lại dặn em, anh chị lên like xem giùm em ha. Là mã số 11. Mã số 12, em lên một cái hũ đồ trong mà nó có quay luôn nè mấy anh chị. Nó có cái quay luôn nè, hai quay nè, hiếm ghê luôn. Cực kỳ hiếm. Mẹ nói cao. Cô chú nè, cô của cô rắn. Con rắn là tụi mẹ. Cao là 6 cm, chiều cao là 6 cm. Tình trạng mẻ chút xíu trên đây thôi, có hai cái quay luôn. Em giao luôn cái hũ này với giá là 300.000.
Hàng này là 5-600 năm luôn mấy anh chị, 300 ngàn cho cái hũ trăm. Mã số là 12. Tiếp theo mã số 13. Rồi cắt cái này rồi đi gấp lại đó. Mã số 13. Em lên một cái nhạo rượu, hàng này hàng sông bé nha mấy anh chị. Hàng này hàng sông bé nha. Hàng sông bé nha, có chữ OBC gì nè. Có nắp đậy luôn nè mấy anh chị, có nắp đậy luôn. Hàng sông bé thì tầm 30 năm đảo lại thôi nha mấy anh chị, chứ cũng không có già gì nha. Linh chi đại bổ gì nè. Em vô luôn cái nhạo này với giá là 250 ngàn, 250 ngàn cho cái nhạo rượu mã số là 13. Mã số 14 cái đó đây. Không, mẹ chưa có quay. Mã số 14. Hai cái dĩa đầu to. Mã số 14. Em lên hai cái dĩa bông đào. Hai dĩa bông đào là bông đào lớn nha. Đường kính là 26 cm, phải không? Đường kính là 26 cm. Đây, đường kính hai dĩa đào này là 26 cm. Em giao luôn với giá là 200 ngàn cho hai cái dĩa bông đào sông bé, đường kính 26 cm, 200 ngàn. Mã 14. Mã số 15. Rồi mẹ nói, con nói cô chú nghe rồi. Mã số 14. Rồi, mã số 15. Em vô luôn 4. 4 cái dĩa lái thiêu. Mini. Ủa này gì? Sông bé hả? Này giống một hào hai dạng nhiều. Đường kính là 6.5. Trời ơi, không bán mày ới luôn đó con. Đường kính là 6.5. Em tính em nhìn em tưởng lấy thiêu nhưng mà chồng em nói là một là tàu, hai là dạng ninh nha mấy anh chị nè. Đường kính là 6.5 à. Siêu mini luôn. Nhưng mà em bao với mấy anh chị hàng là hàng xưa chứ hàng này nó lạ đối với em quá. Nè cái chung đó nè. Nè, rồi rồi. Có cô rắn. Rồi, sáu không phải cái bông con. Vui vui. Bông mặt trời. Em giao luôn bốn cái dĩa mini này với giá là 250 ngàn. 250 ngàn cho bốn cái dĩa mini. Mã số là 15. Tiếp theo mã số 16. Em lên hai cái dĩa màu. Hai dĩa màu, một dĩa con cá mắt lòi ba đuôi và một dĩa con gà. Đây, dĩa này dĩa nhỏ mình về, dĩa này cũng cực kỳ hiếm luôn. Hai cái dĩa này lạ quá ta. Đường kính của nó là có 12 hả mấy anh chị. Đường kính thì có 12 thôi, lá thiêu màu. Cái dĩa này con cá nè. Hai cá đâu? Hai con hả? Trời ơi, hai cá mà nó bay đâu hết con rồi, còn con mắt không à. Hai con cá nè mấy anh chị. Hai con cá, một cái dĩa con gà đứng một chân luôn nha. Đó, con gà đứng một chân luôn, rất là lạ. Em cho luôn hai cái dĩa lá thiêu màu này với giá là 250 ngàn. 250 ngàn cho mã số 16. Mấy anh chị ủng hộ em thì liên hệ số điện thoại là 0948851135. Đơn 500 ngàn em sẽ bao ship, đơn dưới 500 ngàn em không bao ship nha mấy anh chị. Mẹ ơi, cái con gà đâu rồi? Đây nè, con gà nè. Rồi cầm gà đi, đi vô với cha đi, mẹ đang nói chuyện. Mấy anh chị ơi, khi mà video em vừa phát lên là em hay gửi link cho mấy anh chị xem. Nhưng nhiều khi là cái lúc mà em vừa phát những anh chị mà bật chuông thông báo đó là người ta vào người ta xem trước, người ta gọi cho em. Thành ra là em phải chốt đơn, những cái người nào gọi em trước em sẽ chốt đơn. Sau khi mà em không còn nghe điện thoại, không còn chốt đơn nữa, lúc đó em rảnh em mới gửi link. Nhà anh chị cũng thắc mắc là tại sao có video phát lúc đó là 9 giờ mà tới 9:30, 9:20 em mới là gửi link cho anh xem, là em ưu tiên những người kia link gửi link trước là không. Em không có, em gửi link là em gửi một lượt luôn á mấy anh chị. Nhưng mà nhiều khi là cũng gửi xong các anh chị chốt liền hết. Ủa mới gửi thì mà mua bán rồi. Là những anh chị đó đó là đã canh cái giờ của em á, canh cái giờ của em coi trước á, thành ra là mua trước. Chứ em không phải là em bán đồ trước khi trên lên like này, là em bán đồ trước cho ai chơi các anh chị thông cảm nha. Khi nào em rảnh là em sẽ gửi link liền cho mấy anh chị luôn. Có nhầm bữa là em chưa kịp gửi link luôn á, là khách gọi lấy muốn hết đồ luôn rồi. Nhầm người cũng hỏi là sao bữa mỗi bữa có gửi link mà hôm nay lại không gửi, là em làm không kịp nó vậy đó mấy anh chị. Anh chị cũng thông cảm giùm em ha. Tiếp theo mã số 17. Em giao luôn hai dĩa cúc tàu. Đây, hai dĩa cúc tàu đẹp lắm nè. Đây, hai cái dĩa cúc tàu. Hàng này hàng chuẩn cổ các mấy anh chị. Cái đó lành, còn cái này vẫy chút xíu nè. Chuyện vuông luôn. Chuyện vuông. Đường kính là 13.2. Em giao luôn hai cái dĩa cúc tàu này với giá là 200. 200 ngàn cho hai cái dĩa cúc tàu. Mã số là 17. Mã số 18, em lên một cái dĩa bách thọ. Dĩa bách thọ
Hàng này là hàng lái thiêu nghe nhà. Anh chị hỏi em tại sao gọi là Bách Thọ thì giống như cái tên của mình, tại sao em tên là em tên Trâm ha, tại sao là em tên Trâm, thì cái là tại sao cái đó gọi là cái bình trà, tại sao cái đó gọi là cái dĩa, thì nó có sẵn là một cái tên như vậy luôn. Nhà anh chị hỏi tại sao nó gọi là Bách Thọ em cũng không biết sao nữa, tại vì hồi xưa giờ cái này gọi là Bách Thọ hết anh chị. Đường kính là 18.3, đường kính của dĩa Bách Thọ này là 18, nó giống gốm Sài Gòn quá ta, nó giống gốm Sài Gòn quá. Vậy chỗ này một chút xíu thôi, em giao lưu cái dĩa Bách Thọ này cái tích rất là hay, với giá là 150.000, 150.000 cho cái dĩa Bách Thọ giống như gốm Sài Gòn hoặc là cái gốm lá thiêu mà bóng kiến á mấy anh chị, nó bóng lắm luôn. 150.000 cho cái dĩa Bách Thọ mã số là 18, mã số 19 hôm nay có bình trà hỷ nè, một cái bình trà hỷ đẹp nè, hàng Nam Bộ, đầy cái lồng đèn chữ hỷ, hôm nay cái bình này đẹp lắm, bình lành nha mấy anh chị. Chiều cao của cái bình hỷ này là 13 cm, em giao luôn cái bình trà chữ hỷ này với giá là 200.000 cho cái bình trà chữ hỷ mã số 19, mã số 20. Lên một cái bình phụng, bình biên hòa phụng, biên hòa khắc hình con phụng, tình trạng của nó chỗ này và chỗ này một chút xíu. Tuốt bên trong nè, có một đường giống như tóc mờ mà không thấu cốt, anh chị có một đường như vậy nè, không có thấu cốt nha. Chiều cao của nó là 25 cm, em giao luôn cái bình phụng này với giá là 200 thôi nha mấy anh chị, 200.000 cho cái bình biên hòa phụng mã số là 20, mã số 21. Em giao luôn một cái bình chim chỉ phù dung, chim chỉ, cái bình này về cho mấy anh chị chế đèn nha, em giao luôn cái bình này về cho mấy anh chị chế đèn nha mấy anh chị, gốm lá thiêu nha. Chiều cao của nó còn là khoảng 30 cm, là cái bình này cũng to hết mấy anh chị, chiều cao khoảng 30 cm. Đây cái bình chim chỉ này em giao lưu với giá là 550.000, 550.000 cho cái bình chỉ mã số là 19, mã số 20. Ủa mã số là mã số 20. Ủa mã số 21 rồi mấy anh chị ơi. Mã số 21 là cái bình chỉ. Tiếp theo mã số 22. Lên một cái tô chiếc yêu Nhật Trúc Lâm Thất Hiền. Trúc Lâm Thất Hiền nha, chiếc yêu Nhật tích Trúc Lâm Thất Hiền, đường kính là 17 cm. Đường kính là 17 cm. Hai chữ nha. Tình trạng của nó ở trên thì lành, không có bị gì hết, nhưng ở dưới đây nó có bị chăn chim, nhìn rất là khó thấy, chăn chim thôi nha mấy anh chị, bị chăn chim thôi nha. Và cái tô này hai chữ chứ không phải là một đỏ gì hết. Em vô luôn cái tô Trúc Lâm Thất Hiền này với giá là 300.000 cho cái tô Trúc Lâm Thất Hiền mã số là 22, mã số 23. Em lên một cái tiềm. Hôm qua bán một cái, hôm nay một cái, hôm qua cái bự hơn, cái này nhỏ hơn. Cái tiềm này bằng đồ này giống không biết đồ gì đâu. Đồ này có thể là đồ Trung Quốc hoặc là đồ xanh bé gì đó mấy anh chị ơi, nhưng mà bảo đảm đồ Nhật hả? Nhật màu hả? 14. Xưa nghe, Nhật này như là Nhật màu, tìm là tìm Nhật màu xưa nghe mấy anh chị. Đẹp lắm luôn mà rẻ nữa, cốt của nó sứ nè mấy anh chị. Lành. Em giao luôn cái tìm này với giá là 400.000, mẹ gần rồi cho một cái tìm mã số là 23. Mẹ chưa ăn cơm, xíu rồi mẹ ăn cơm. Mã số 24 ơi. Mã số 24 lên hai cái dĩa Vạn Ninh. Có chữ luôn nè mấy anh chị. Có cái đế luôn nha. Có đế luôn, hai cái dĩa Vạn Ninh có chữ có đế luôn. Đường kính của nó là 15.5. Cái đầu tiên nè. Có chữ luôn, lành. Cái thứ hai bị chăn chim. Bị chăn chim nhưng mà không có thấu cốt nha mấy anh chị, không có thấu cốt nha. Phía sau nó có một cái chữ này, xong có một cái mọc chìm nữa đó, một cái mọc hơi nổi nổi luôn mấy anh chị. Hai cái đều bị chăn chim hết mấy anh chị ơi, hai cái đều bị chăn chim hết mà có chữ hết. Hai cái dĩa Vạn Ninh có đế này em giao luôn với giá là 250.000. 250.000 cho hai cái dĩa Vạn Ninh mã số là 24. Mã số 25. Lên một cái dĩa Chuẩn Phước to ơi là to luôn. Quá trời to. Ui. Đường kính tới 31 lận mấy anh chị. Cái dĩa chữ Phước nè, bên trong vẽ chữ Phước, lái thiêu màu, đường kính tới 31 cm. Tình trạng nè. Mẻ chỗ này một chút xíu, phía sau nó có vẽ luôn. Mẹ ơi, phía sau có vẽ luôn. Có con hùng Phước vàng nữa đâu. Em vô. Cái gì vậy? Để con, đi con. Đi vô.
Em cho luôn cái dĩa chữ phước này, với giá là 550.000. 550.000 cho cái dĩa chữ phước, đường kính là 31, mã số là 25. Mã số 26. Mã số 26 em lên 4 cái muỗng tích người Trung Quốc nha mấy anh chị, đồ Trung Quốc nè. Hình đứa bé nè. Bên trong có chữ gì em cũng không có gành nữa. Mấy con nè. Để đang quay. 4 cái gì? 4 cái muỗng nha, chỉ có 4 cái thôi. Em giao lưu 4 cái muỗng tích người này với giá là 200.000. 200.000 cho 4 cái muỗng tích người. Mã số là 26. Mã số 27. Em lên một cái bình trà thọ. Bình trà thọ tiên đẹp nè mấy anh chị. Bình trà thọ điên cốt của nó là cốt sứ đẹp, bán sứ mọc đỏ luôn. Em mọc đỏ luôn nha mấy anh chị, mà sao cái này em không có chắc nó là đồ Nhật mấy anh chị ơi. 13, chiều cao là 13. Cái người bán thì nói là đồ Nhật đó. Nhưng mà cái này sao em cầm lên em thấy nó không có mỏng thấu quang. Có thể là dày em cũng không biết nè, giống nó mọc, nó mọc Nhật. Mọc nó gõ lắm nè, mọc này gõ nè. Mọc gõ lắm luôn. Thôi em bán theo cái giá em mua ha mấy anh chị, là bảo đảm anh chị đồ xưa đi. Tại vì người bán thì nói là đồ Nhật, nếu mà cắm này Nhật thì cũng phải là từ giá 1 triệu mấy. Nhưng mà em mua cắm này được cái giá thôi. Cái giá mà không phải là đồ Nhật. Nhưng mà cái mọc này mấy anh chị thấy không? Tại vì em thấy nó không có mỏng thấu quen đó, nó hơi dày. Em giao lưu cắm này với giá là 700.000 cho cắm trà thọ tiên. Mã số là 27. Mã số 28 em lên một cái nhạo thọ tiên. Chiều cao là 12 cm. Chiều cao là 12 cm. Tình trạng cái nắp nó có tóc một đường chỗ này, tóc một đường. Còn cái nhạo thì lành nha. Cái nhạo thì lành. Em giao lưu cái nhạo thọ tiên này với giá là 250.000. 250.000 cho cái nhạo thọ tiên. Mã số là 28. Mã số 29 của mẹ mới chạy vô rồi. Mã số 29 em lên một cái dĩa Pháp. Một cái dĩa Pháp. Ơi. Đường kính là 22. Một cái dĩa Pháp màu, đường kính là 22. Nó có tóc một đường chỗ này. Em giao luôn cái dĩa Pháp màu này với giá là 100.000 của mèo đen. 100.000 cho mã số 29. Mã số 30 lên hai cái dĩa Nhật màu bự chà bá luôn mấy anh chị ơi. Dĩa Nhật màu từ đó tới nay mới thấy cái dĩa bự như vậy luôn á. Đường kính nó tới 23 lần. Đường kính nó tới 23 luôn nè. Đây. Hai cái dĩa Nhật màu này em giao lưu với giá là 250.000 thôi mấy anh chị. 250.000 cho hai cái dĩa Nhật màu mã số là 30. Mã số 31. Em lên 10 cái chén lái thiêu. 10 cái chén lái thiêu rồi mấy anh chị. Rồng. Thì những cái chén này là đồ xưa, em không bao với mấy anh chị cỡ nó bằng nhau. Có những cái chén đường kính nó khoảng 10.5, có những cái chén đường kính nó 11 cm, thấy mấy anh chị cũng thông cảm giùm em, hoặc là 10.7 gì đó. Mà cái chén này em quay cận cảnh cho mấy anh chị coi nè. Hầu như là khá là lành, em thấy là lành luôn. Em quay từ cái thì nó mất thời gian video lên lâu ha. Mời mấy anh chị có ưng cái mã này em sẽ quay lại cho mấy anh chị coi kỹ từ cái nha. Nó khờn thì giống như là mình do mình sử dụng rồi rửa rồi nó bị khờn men thôi, nó không, em hiện giờ em không thấy nó bị mẻ. Em giao luôn 10 cái chén rồng lái thiêu này. Hàng này 70-80 năm nha. Mấy cái chén còn mới tinh đẹp lắm nè mấy anh chị. Quay sơ sơ cho mấy anh chị coi. Em giao lưu 10 cái chén rồng này với giá là 450.000. 450.000 cho 10 cái chén rồng lái thiêu mã số 31. Mã số 32 là cái mã cuối cùng của ngày hôm nay. Em giao lưu 2 cái dĩa oval tảo ngư, sông ngư nè, hai con cá. Dĩa này dĩa Trung Quốc nha mấy anh chị. Dĩa này dĩa Trung Quốc xưa. Người nước ngoài, con Trung Quốc ở nước ngoài. Đường kính là 26 cm. Cái dĩa oval này đường kính là 26 cm. Em giao luôn hai cái dĩa oval tảo ngư này với giá là 250.000. Lành nha mấy anh chị, 250.000 cho hai cái dĩa Trung Quốc xưa, mã số là 32. Mấy anh chị ủng hộ em liên hệ số điện thoại là 0948851135. Đơn 500.000 em sẽ bao ship, đơn dưới 500.000 em không bao ship. Đặc biệt khách hàng mới là cọc 200.000 em mới cho hàng đi nha mấy anh chị. Đối với những anh chị mà em có hay nói hoài đó, khi mà hỏi đồ em quay, em quay xong rồi trả giá hoặc bất cứ cái gì cũng phải cho em hay là có lấy hay không. Khi mà em quay mấy anh chị mặc cả về giá cả hoặc là đang nói gì đó mà không có nói là chốt đơn
thì em sẽ không chừa đơn nha mấy anh chị, em sẽ không chừa đơn nha mấy anh chị, đừng có trách em. À sao em không hỏi anh lại, đâu thể nào em đợi mấy anh chị mấy tiếng đồng hồ được. Thành ra vấn đề đó mấy anh chị thông cảm dùm cho em, là em quen rồi mấy anh chị lấy hay không là cũng phải báo với em, còn không báo là em sẽ bán cho người khác nha. Rồi, em cảm ơn mấy anh chị ủng hộ rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.